อาตื่นขึ้นทีเลี้ยงแต่ท้องไม่ก็หอดเนาะว่าเอาแม่มาดีว่าแล้วอาจารย์น้องรำเนี่ยเอาน้ำเอาตุ้มแบกบุกแล้วก็เอาหมอตุ้มแบกบุกที่นี่ได้แบบอีกชิ้นนึงเอาแม่น้ำเอาตุ้มแบกบุกก็เอาไปเช็ดตัวดูนี่หลับหลังเช็ดตัวน้องหลังที่แสบเกิดตักเลือดก็ปวดแผ่นบุกขึ้นเลยอาจจะทำให้แผ่นบุกขึ้นเลยเห็นแต่ของกั้นเป็นที่เราจับแล้วหลับก็จบงานได้แล้วก็เช้าทำงานก็จบช่างให้เราบอกหลับก็เช้าทำช่างก็ต้องงานบุกแต่ต้องงานบุกแล้วงานก็ให้ก่อนใบที่เลิกแผ่นบุกขึ้นเป็นทีมกั้นเดือดร้อนขึ้นเลยร้อนแล้วก็เช้าทำงานแล้วก็เช้าทำช่างก็งานบุกหลับงานบอกทุกมา nhưng ở giữa ba cái cơ sở cùng này nó có một cái khe sẹo và nó tạo thành một cái ống và đấy chính là điểm yếu của ổ bụng thành bụng và người ta gọi đó là ống mẹ. Ống mẹ này đây chúng ta này thấy nó gồm có hai lỗ, lỗ mẹ măng và lỗ mẹ sông. Anh nhìn lên hai lỗ này, người nhìn thấy không? Lỗ mẹ nông thì nằm gần đường trắng giữa này, gần đường trắng giữa nhìn nhận cho nên gọi là nằm trong của ống mẹ. Lỗ bệ sâu thì nằm xa đường trắng giữa hơn, cho nên nó còn gọi là đầu ngoài của ống mẹ. Và đây chúng ta nhìn toàn bộ cái ống hồ hồng đây chính là ống mẹ. Nó dài khoảng 4-6 cm, nằm ở thành bụng trước bên ở vùng mẹ bụng. Và cái lỗ bệ nông thì nó cách nhau mô khoảng 0.5 cm, còn cách điểm giữa dây cung đùi ở phía trên là 1.8 cm, hay là nó nằm cách 1.8 cm điểm giữa dây cung đùi ở phía trên, được chưa? Đấy là sức chiếu nhé. Có nhanh không ạ? Có nhanh không ạ? Trả lời tôi đi, có nhanh không ạ? Thấy là nhanh nhé. Tôi thì tôi thấy là tôi phải nói chậm quá, mà chậm đến mức mà tôi bắt đầu hoạt chất là bình thường. Nói đến đâu chỉ đến đây cho mọi người thôi, đúng không ạ? Ông mẹ gồm có 4 thành. Đây, thành trước này. Nhìn vào đi ạ. Mọi người có không đọc bài ở nhà trước. Thành trên. Thành sau. Và thành dưới. Bốn cái hình này là bốn cái thành này đã nhìn được chưa? Trước, sau, trên, dưới và toàn bộ cái ống này này chính là ống mẹ. Thực ra không đọc gì rồi cũng phải tiếp thu được rồi chứ đừng nói là đọc, đúng không? Đây là thành trước rồi này. Nó là da này, đến tổ chức dưới da này, rồi đến cân này, đó là cân, rồi đến cân của cơ chéo to, hay còn gọi là cân cơ chéo bụng ngoài. Bởi vì cơ chéo bụng ngoài này nó đi từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, đúng không? Ở phía trên nó là thịt và xuống dưới này thì nó là lạc lâm. Ở phía trên này bụng này chúng ta gọi là cơ được nữa, và nó gọi là cân của cơ chéo bụng ngoài, được chưa nhé? Thế tại sao đây chỉ nói là cân, thấy chưa? Như vậy thành trước của nó có chắc chắn không ạ? Da này, tổ chức dưới da này, cân này có cân cơ chéo bụng ngoài, đúng không? Rồi nhá. Thế còn thành trên của nó là cân kết hợp. À, cân kết hợp tức là do các thớ dưới của cơ ngang bụng. Đây chúng ta nhìn này, cơ ngang bụng đó là cái bàn tay trái của cơ. Thớ trên là ngón cái, thớ dưới là ngón út. Phía ngón là phía chân, phía mu là phía ngoài. Và đây là cơ ngang bụng này, và cơ chéo bé hay là cơ rộng chắc dính lại với nhau tạo thành. Thế thì này, các thớ dưới của cơ ngang bụng ở nửa trong và các thớ dưới của cơ chéo bé ở nửa trong dính lại với nhau giới hạn lên một cái gân, người ta gọi là gân kết hợp. Và gân kết hợp này chính là thành trên của ống mẹ. Hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa? Ôi giời ơi, chữ thầy là cô ấy. Có ai 1 năm ra trường không? Có ai 3 năm ra trường không? Quên hết rồi, thấy rồi. Mặt cứ nghề cũng quên ra. Chưa dặn
chỉ có mặt nam không mặt. Nhưng mặt nam này thì có các tế bào tăng cường tạo nên giải trợ mô cái chàng hét xanh mắt và dây chàng hình lên. Được chưa? Đấy. Như vậy thành trước và thành sau thì thành sau rõ ràng nó yếu hơn. Được chưa? Còn thành dưới của nó này, đó là rãnh khung đùi. Đó là do các thớ của cơ chéo to hay còn gọi là chéo bụng ngoài đến bằng từng đùi để ôm lấy dây chằng mẹ đùi tạo thành một rãnh hình lòng màng. Đây chúng ta nhìn thấy đây, đây là dây chằng mẹ, đây là cơ chéo bụng ngoài hay còn gọi là cơ chéo to. Khi đến dưới khung đùi thì nó quặn lên và ôm lấy cái dây khung đùi, nó tạo nên một cái rãnh hình lòng màng. Mọi người thấy tại sao về dưới bụng chỉ nó không rơi đúng không ạ? Bởi vì thớ cơ chéo bụng ngoài nó quặn lên ôm lấy cái dây bụng đùi và đây chính là giới hạn dưới của ống ống mẹ. Thấy rõ chưa ạ? Em có nhìn không anh? Nhìn tôi hay là nhìn tay? Nhìn tay. Ờ vâng. Tay em vẫn ngồi kỹ chạy. Nghe tôi biết được không? Nghe biết nhưng phải nhìn nhé. Chứ không thì gì? Đấy xong bốn hành được chưa ạ? Có hai lỗ này, lỗ bẹn sâu và lỗ bẹn nông. Đây bây giờ cho mọi người nhìn lại một chút này, đây là trên cái thiết đồ đứng dọc đây. Đây cân cơ chéo bụng ngoài, cái chân trắng lên không? Vâng, cân một cơ chéo bụng ngoài nhé. Đây, cái đường kẻ chỉ một xanh nhọc như này, đó chính là cân của cơ chéo bụng ngoài và đó chính là thành trước của ống mẹ. Thế còn màu xanh lá cây, xanh lá mạ như này đó là thành sau của ống mẹ là mạc ngang và phúc mạ. Thế còn ở dưới đây này, cái mà mũi tên chỉ đây này chính là dây chằng bẹ và cái xanh lọc nó ôm lấy đây này thì đây chính là rãnh khung đùi và đây chính là cơ ngang bụng và đây là cơ chéo bụng trong và nó hợp với nhau tại một điểm của xanh lọc, đây chính là gân. Thế ở được chưa? Và đây cái khoan này này chính là ống mẹ, được chưa? Trụ ngoài, trụ trong. Thế thì đợt một cái trụ đến bám vào gờ mu
một trụ đến bằng gai mu và một trụ bám đến gai gờ mu bên đối diện. Thế thì giữa các trụ này tạo thành một cái kết xẻ hình tam giác và có các bộ liên kết bằng giới hạn nên, và đó chính là độ bền nhân. Và trụ trong trụ ngoài tạo thành kết xẻ hình tam giác và có các bộ liên kết bằng tạo thành như thế này. Đây là độ bền. Rõ chưa ạ? Vâng. Xong nhá, ống đèn rồi này, tới vị trí định nghĩa này, vị trí này, giới hạn này, thành các hành này và các lỗ, đúng không? Bây giờ thành phần của ống mẹ. Thành phần đi trong ống mẹ thì cái mọi người hay quên và mọi người chỉ kể được cho tôi là gồm như thế này, như này, ống dẫn tinh, động mạch thần kinh như này, vân vân thì không được. Này, thành phần của ống mẹ. Tài liệu in bằng chữ Hanroman đấy, có thể đọc không? Chưa đọc bài.
đọc lại là 100%. Cũng chẳng đọc thì cuối cùng ăn thua gì. Đấy ạ, đây. Đây chính là ống dẫn tin. Ống dẫn tin là nhằm nhiệm vụ gì ạ? Dẫn tinh dịch đi ra trên liên quan đến tinh trùng. Tinh dịch bao gồm có tinh trùng đó và cái dịch nhầy. Cái dịch nhầy đấy nó có tác dụng để bảo vệ tinh trùng và giúp cho tinh trùng di chuyển nhanh. Và cái dịch nhầy đấy là do cái gì ạ? Các tuyến. Mà cụ thể là tuyến gì lớn nhất? Ở tuyến tiền liệt tiết ra. Nhớ nhá, tự nhiên giảm đi quá. Được thì nhớ cho, thì đâu mà được, có học được rồi nhớ. Thế sao cái bài này giảm là giảm cho bác sĩ chuyên khoa luôn đi, chứ không phải không? Nhưng các anh chị có đọc bài đâu, tôi bảo về nhà đọc bài. Cô Phúc hôm nay có đọc đâu, ở Phúc Tinh thì cô Phúc Tinh mà cứ đọc bẩm bẩm mà. Đây, cạnh ống dẫn tinh để có đồ mạch nuôi nó, và cạnh nó thì phải có hai cái thanh đi kèm, con trai này lắm vợ lắm. Được chưa? Có lợn đi kèm, nhá. Và xung quanh đó là có một lũ đứa con, thì là xung quanh người ta không vẽ ở đây. Đó chính là đám tối là thần kinh, cứ quay xung quanh ý. Đúng không ạ? Bố mẹ nào với nhau có con, bố con sẽ bỏ nhau lắm, chẳng có cái sợi dây ràng buộc. Đúng không ạ? Mà ràng buộc về kinh tế thì chia phức tạp xong. Được chưa? Con mới khó chia thì đẻ thằng nuôi tay phải, thằng nuôi tay trái, thằng nuôi chân, thằng nuôi tay. Đúng không? Chia đôi thế làm sao được. Rồi. Thì giống như kinh nạc này, ông tướng nào ông nhìn lên đây đi. Rồi. Còn động mạch tinh hoàn nó cứ to ra một chút mà nhìn này. Nó to hơn và thành dày hơn. Tại sao nó to hơn và thành dày hơn? Từ mạch nuôi chân tinh hoàn. Và tại sao cái động mạch này lại to hơn và dày hơn người ta vẽ rõ ràng như thế đấy? Anh tư vô tại vì người ta vẽ. Con đã tự mình con ông cháu cha. Nó là con ông cháu cha. À, làm xem. Cái chức năng nội tiết là chức năng quan trọng sản xuất ra hormone sinh dục nam, đúng không? Và sản sinh ra tinh trùng. Tinh trùng được sinh ra ở ống sinh tinh xoắn nhé. Thế thì khi mà động mạch tinh hoàn này nó bị teo, đúng không? Đấy, chính vì nó quan trọng như thế, đúng không? Và ở đây thì còn có cái gì nữa? Đám rối tĩnh mạch nó quay xung quanh. Các hệ thống nam giới này thì nó đổ về đâu và tại sao chúng ta có thể cương cứng được dương vật nữa cũng là một phần này, được không ạ? Thế thì khi mà triệt sản nam hay là đình sản nam, đúng không ạ? Nó là đình sản thì nó chính xác hơn, vì là đình mà lại một thời gian thôi sau lại tiếp tục, đúng không ạ? Triệt thì có nghĩa là sẽ bị mất hẳn, đúng không? Chúng nó lại không dám làm đâu, đúng không? Thế thì người ta sẽ sợ nhất đó là cái ống dẫn tinh và cái tinh hoàn này này, vì nó sẽ làm teo tinh hoàn và như thế mới thành quan hoạn được. Chứ còn các cái ống dẫn tinh này không bao giờ thành quan hoạn, nhớ chưa? Trừ tai biến khắc phải cái động mạch tinh hoàn, nó làm cho teo tinh hoàn đi thì không sản xuất ra hormone sinh dục nam, dâu thì không có nữa, lông thì cũng không biến mất, đúng không? Và giọng thì eo éo, được chưa? Đấy là quan hoạn. Cho nên là nó sẽ phải có. Nhưng mà bây giờ nguyên tắc của ta thì còn phải tai biến, chúng tôi đã nói rồi, còn những đặc điểm khác nhau, được chưa? Rồi xong. Thế tất nhiên thì cái phần sâu đó tôi chưa đưa vào trách nhiệm đầu vào, nhưng mà khi ở trong quá trình đầu ra tôi sẽ hỏi, được chưa? À, vẫn là ông mẹ. Thế giờ tôi giả sử cho mọi người cái bài ông mẹ nữa là cái ố bẹ này, thì định kiến của nó nằm ở thành sau của ống bẹ và được tạo nên nó bất thành phần của dây chằng từ động mạch và động mạch nằm giữa bạc ngang của khúc mạc thành sau tạo thành một hố. Đó là chúng ta nhìn này, ba cái thành phần từ trong đây là dây chằng rốn nằm quanh, đến đây là từ động mạch rốn và đây là động mạch ngừng bị dưới. Ba cái thành phần này nó mới cái độ cái khúc mạc lên, đây độ khúc mạc này hơi xấu đúng không ạ? Và giới hạn giữa này nó có những cái hố giữa cái này là hố bẹn trong, đây là hố bẹn giữa và ngoài là hố dưới là hố bẹn ngoài, được chưa? Và bây giờ chúng ta nhìn xem này, đây là
Tôi hay
trưởng thành, kia là ở ngay khi sinh ra thì đây là người trưởng thành, kia là do tồn tại ống hút tim mạch, thì đây là do thành bộ thiếu. Cho nên các bạn phát hiện mình đẩy vào thành sau của ống mẹ thì mới làm cho cả thành sau và đã phát hiện chui vào trong ống mẹ và nằm ngoài bao khớp của thần kinh. Đây chúng ta nhìn đây, đây thần kinh đây, thế đây là ngoài đó, ngoài bao khớp được chưa nhé. Thế mọi người tưởng tượng cho tôi này, thế nên nếu mà có một cái lỗ thủng, có một cái lỗ thủng thì từ ở trong này nó chui ra, nó vào cái lỗ này, tôi cứ cho cái túi này là cái điều đi, đúng không? Đây thì nó chui vào đây, nó vào thẳng ngay. Thế nhưng này này nếu là không chui thủng thì cái cảm giác mình nhấn đẩy 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 cả ra như này, lồi vào ra, thì toàn bộ cái phần này là nó gì ạ? Nó chính là ngoài ra nó thần kinh, được chưa? Ngay được, cô chỉ bé đến thế thôi, cũng chưa đến số đâu, tôi mặc cả quần cao lắm. Mà cô đây cô giảm cũng phải. Và đây mọi người nhìn này, chính vì nó nằm ở ngoài bao khớp thần kinh, cho nên nó nằm cạnh thần kinh thôi, nó gọi là ngoại ngoại khớp, được chưa? Và cái dạng thiết bị này nó đẩy trực tiếp vào hố mẹ giữa và vào bên giữa và ở cái đầu trong của ống mẹ, cho nên nó gọi là thai nhi bẹn chết trong, và nó đẩy trực tiếp cho nên gọi là thai nhi bẹn trực tiếp. Thế như vậy thai nhi bẹn bẩm sinh còn có một tên gọi nữa hay là còn phân loại nữa, đó là thai nhi gián tiếp mắc phải này ngoại khớ chết trong và trực tiếp, đó là thuộc về một loại thoát. Thế còn bên kia là bẩm sinh nội khớ chết ngoài và gián gián tiếp, thấy chưa? Rồi, thế còn các hiệu bên trong này, vị trí đương nhiên phải xảy ra ở bên trong, nhưng giải thích con này đã giải thích rồi, nhắc lại để kiếm gặp thì nằm ở phía ngoài vây treo bàng quang của phía trong thần bộ phải rốn, đầy hố xương đứng mặt sau của thần bụng đã rất chắc chắn. Cơ thần bụng là cái cơ bốn múi đấy, các anh là có cơ pe body nhí cởi trần ra co lên đúng không ạ? Cả gì đây thì tự thân đốt đấy, đúng không? Cơ thần bụng này nó có mấy cái đường ngang đây này, chia ra đẹp quá đúng không? Ông nào bây giờ có cái mấy lần và cái câu phân biệt này cũng đâu có mấy câu đấy nhé. Phân biệt phát hiện bẹn và phát hiện đùi, đương nhiên phát hiện bẹn phải ở ở ống mẹ, phát hiện đùi người ta ở ở đùi, và phát hiện bẹn thì xảy ra ở nam, còn phát hiện đùi thì xảy ra ở nữ. Đấy nhìn này, phát hiện bẹn đương nhiên xảy ra ở ống mẹ, phát hiện đùi đương nhiên là cũng đùi, và đây là ở nữ, còn đây là ở nam. Đây dương vật đây, đây môi lớn môi bé đây, được chưa? Thì ngày sau nên chúng ta sẽ cập bằng thôi, tôi vẽ nó cho một người cái phòng bệnh dạ dày nhé. Vâng. Chúng ta còn vẽ này chú nghe, bởi vì ban nãy là nói về cái đường ăn kiêng rồi, được chưa? À nhưng cô đồ mình vẽ thì cô cũng không phải thì tự động được, không cần vẽ, nhưng mà nếu mà vẽ thì sẽ hiểu hơn, cho người vẽ để cho nhớ, không học khó vẽ thì nhớ, chứ còn ban nãy thì nói thì tả hết rồi, được chưa? Có lớp có cần vẽ không? Có. Đấy, ít ra thì có hiệu ứng bất tí, có phản ứng bất tí. Có hỏi thì dễ không? Có không chết nơi. Thank you.
có mạch động mạch bắt nguồn từ động mạch thân tạng. Đây là động mạch thân tạng. Đây xuất phát từ động mạch thân tạng. Và động mạch thân tạng này vẫn cho ra ba cái ngành cùng. À, ngành cùng thứ nhất đó là động mạch dị trái. Thank you.
nó cách xa thành dạ dày 1,5 cho tới 2 cm. Đấy, cái ý này cũng là mấy câu trắc nghiệm đấy. Cách xa thành dạ dày 1,5 đến 2 cm. Do vậy là khi phẫu thuật các dạ dày cần phá bỏ mạch vừa trong lớn sẽ là tình trạng. Ngoài ra còn động mạch đáy vị thì nó nằm ở xung quanh đáy vị hay còn gọi là vị của dạ dày. Nó do cái nhánh này, ta nhìn thấy này, nó do những cái nhánh của động mạch vị trái nuôi dưỡng cho cái phần tâm vị của dạ dày, đúng không ạ? Rồi do nhánh gì ạ? Tình vị sau. Đây, ta nhìn thấy đây, động mạch tình vị lớn dạ dày. À, rồi nó nối với nhánh động mạch vị ngắn. Đây, chúng ta nhìn thấy đây, có mạch đi theo mạch ở trên theo mạch đổi cũng biết gì đây. Thế còn có một có